Cho nên hôm nay Đức Thầy xác định rằng lý vô ngã này chúng ta hiểu, thực hành. Nếu làm được nổi thì tốt, mà nếu làm không nổi, cái quan trọng là hãy ráng sức thi hành. Đồng đạo nhớ kỹ là phải hãy ráng sức thi hành thì sẽ có Thầy ủng hộ. Mà nếu chúng ta không ráng sức thi hành, Thầy không ủng hộ được đâu. Nếu đồng đạo nào ráng sức thi hành để dẹp cái bản ngã, hiểu lý vô ngã, dẹp luôn cả cái khẩu nghiệp. Cho nên khi mà đọc đoạn này thì cái cốt lõi vấn đề đặt ra đây. Đồng đạo muốn dẹp cái khẩu nghiệp, muốn dẹp cái nghiệp nặng này, thì cái quan trọng là chúng ta hiểu lý vô ngã, dẹp bản ngã thì chúng ta mới hết cái khẩu nghiệp. Mà nếu giờ này chúng ta có ăn chay, chúng ta có niệm Phật, có cúng lạy, có làm từ thiện mà đồng đạo vẫn còn cái ngã, thì khi chúng ta phát ngôn ra, lời nói chúng ta hoặc ít hoặc nhiều, chúng ta vẫn phạm vào khẩu nghiệp. Đó là một điều đương nhiên cuộc sống. Cho nên hôm nay khi tiếp cận đồng đạo mình, quý đồng đạo chúng ta sẽ biết được cái người này bản ngã còn nhiều hay ít. Nếu người này mà nói chuyện rất là chuẩn, không phạm bốn điều ác, thì đây là những dấu hiệu vị đồng đạo này không còn cái ngã. Còn nếu hôm nay chúng ta nói chuyện quay qua thì chúng ta phạm lưỡng thiệt, quay lại chúng ta phạm ỷ thị, quay lại thì chúng ta phạm ác khẩu, quay lại chúng ta phạm vọng ngữ, là chúng ta đủ biết được bản ngã người này còn rất là nặng. Mà bản ngã còn nặng rồi thì chúng ta tu khó giải thoát, khó giải thoát. Cho nên đây là một cái phương pháp nhận diện. Bản thân chúng ta nhận diện mình rồi chúng ta sẽ nhận diện người khác, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta tìm cách hỗ trợ lẫn nhau. Thì đó là các cái ý mà chúng tôi muốn sơ lược trước khi đi vào trình bày về định nghĩa lý vô ngã. Như vậy thì ở đây Đức Thầy dạy là lý, lý khác, sự khác. Cho nên lý là phải dựa vào sự, và lý là một cái chiều sâu của một vấn đề mà chúng ta cần phải thẩm thấu. Lý khác, sự khác. Nam Mô A Di Đà Phật. Nghiệp chướng lắng loạn hại sát thân, chúng lành buông tiếng dòng bón ngân, cương thường gánh nặng trái dình tròn, tơ tóc dài quanh gai vàng phân. Nở nước văn chương toàn báo đáp ơn nhà đạo đức quyết đền ông, khuyên người trí sĩ giấc mộng nam kha chốn thế trần, thế trần tam gia gạt đời ta, lướt khỏi sóng mê khỏi ta tâm kia.
Dạ kính thưa quý quan khách và kính thưa chư quý vị đồng đạo kính mến. Phần nghỉ giải lao 15 phút đã qua và tiếp theo chương trình đến thuyết giảng đợt 2. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời giáo lý viên Phan Chí Tâm mà phụ trách đề tài tìm hiểu và thực hành lý vô ngã. Vậy thay mặt ban tổ chức, chúng tôi trân trọng kính mời giáo lý viên đến diễn đàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo. Kính thưa đồng đạo Trần Thị Ngọc Tuyền là giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo trực thuộc ban phụ truyền giáo lý Trung ương. Kính thưa quý đồng đạo trong ban tổ chức, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Định Yên của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương của huyện Lấp Vò đồng để tham dự. Kính thưa quý đồng đạo trong ban sưu tầm thảo dược của ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Định Yên. Kính thưa quý nhà mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Thì hôm nay là buổi chiều ngày 16 tháng 7 niên Giáp Thìn, và hôm nay cũng là ngày 19 tháng 8 năm 2024. Chúng tôi và đồng đạo giáo lý viên Trần Thị Ngọc Tuyền cũng được sự phân công của ban phụ truyền giáo lý ban trị sự Trung ương hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này để cùng nhau ôn học qua các phương pháp tu hành, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta nương theo đó mà đi vào cái lộ trình giác ngộ giải thoát. Vậy thì lời nói đầu tiên thì chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý đồng đạo lời thăm hỏi sức khỏe, lời chào mừng đoàn kết và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa quý đồng đạo, thì vừa qua cũng trên dưới 60 phút thì chúng ta đã nghe giáo lý viên Trần Thị Ngọc Tuyền cũng đã chia sẻ qua 4 câu giảng trong cái tinh thần đoàn kết, cũng như trong cái tinh thần phát huy đạo pháp để kế thừa cái dĩ nghiệp của Đức Thầy, để đạo chúng ta càng ngày càng được vang xa trong khắp nhân loại đại đồng, như lời Đức Thầy từng ao ước biết làm sao lên lưng bạch hạc bay cõi trời tối từ bi, hay hoặc là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng đưa nhân loại đi vào hạnh phúc. Và giờ này thì đến phần sự chúng tôi, thì chúng tôi cùng quý vị chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ qua một cái chuyên đề, đó là tìm hiểu ý nghĩa và thực hành lý vô ngã của nhà Phật. Thì theo chúng tôi nghĩ đây là một pháp tu mà mỗi đồng đạo chúng ta cần phải thực hiện. Thứ nhất là chúng ta cần phải nhận định, và thứ hai khi có được nhận định đúng rồi thì mình bắt đầu hạ thủ công phu. Bởi vì nếu đời tu của mình mà đồng đạo còn cái chữ ngã, coi như chúng ta cắt đứt cái con đường giải thoát. Nếu trong cuộc đời thường nhật mà chúng ta còn chữ ngã thì đồng đạo chúng ta không bao giờ hưởng được cái sự an lạc hạnh phúc, mà lúc nào thì chúng ta cũng bị phiền não ngăn che, chân tâm mờ ám, và đó là một cơ sở để gây tạo nên cái nghiệp lực. Cho nên mục đích tu hành là hôm nay thứ nhất là chúng ta muốn có được một khoảnh khắc an lạc trong nội tâm của mình, để mình họ hiển được, hưởng trọn vẹn được hạnh phúc, và tương lai chúng ta được cái kết quả sau khi chúng ta bỏ xác thân này. Và đồng thời mục đích tu là chúng ta muốn kiếm công đức, muốn gây tạo cho mình có được một cái phước duyên, để rồi sau này nhân phước duyên đó mà chúng ta đủ điều kiện được sinh về cực lạc, được gặp Thầy, được gặp Phật. Thì đó là một cái mục đích mà mỗi đồng đạo chúng ta ai cũng hiểu, và tất cả muôn người như một.
người tu theo đạo Phật nói chung, người tín đồ Phật giáo hảo nói riêng, thì tất cả chúng ta đều hướng chung với những cái ý mà chúng tôi vừa trình bày. Như vậy thì để đạt được cái sự an lạc cao cả trong sự giải thoát và hưởng trọn vẹn cái công đức mà chúng ta hành đạo hàng ngày, thì giờ này người tín đồ Phật giáo hòa hảo theo là Đức Thầy dạy, chúng ta cần phải hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật. Như vậy thì lý vô ngã là gì và hành trạng bản ngã như thế nào, cách thực hành ra sao, được những lợi ích như thế nào, thì đó là bốn yếu tố mà hôm nay tôi và quý đồng đạo chúng ta sẽ chia sẻ qua một cái chuyên đề này. Như vậy thì khái niệm lý vô ngã được Đức Thầy viết trong cái bài Lời Phiên Bổn Đạo. Như vậy thì đặc biệt bài Lời Phiên Bổn Đạo này, thì đoạn đầu Đức Thầy xác định mỗi chúng sinh chúng ta sống trong cõi đời này thì không trường tồn vĩnh cửu, cuộc đời là vô thường, rồi thân thể là vô thường, của cải là vô thường. Và ở đoạn giữa thì Đức Thầy dạy cái phương pháp quy y, định nghĩa quy y, để mỗi đồng đạo chúng ta biết được cái cách hôm nay chúng ta quy y là chúng ta đã có được một cái đường lối thoát. Hôm nay chúng ta quy y là mình được cái sự cứu giúp của Tam Bảo, nhất định chúng ta không còn đọa lạc trầm luân. Bởi vì khi đã có quy y, coi như chúng ta là con Phật, bước vào cửa Phật. Thì khi đã là con Phật rồi, bước vào cửa Phật rồi, thì trách nhiệm của Phật, Pháp Tăng phải có trách nhiệm với chúng ta. Cũng như ví dụ như mình, khi mà mình còn ở bên ngoài thì không có trách nhiệm gì cả, nhưng mà khi mình bước vào gia đình, mình nhận một người đó làm cha mẹ của mình, dầu là cha mẹ nuôi, dầu là cha mẹ ruột, nhưng mà tất cả đều có một cái trách nhiệm để bảo vệ lẫn nhau, lo lắng lẫn nhau. Cho nên ở cái đoạn giữa thì Đức Thầy đã khẳng định rất rõ những cái ý để mỗi đồng đạo chúng ta cố gắng tinh tiến. Và cái quan trọng hơn nữa thì trong cái bài thầy này, bài Văn Pháp Luận này, thì Đức Thầy xét hai lần. Thầy xét, đây là thầy xét nha, tức là một vị liễu đạo tỏ tâm sự của người liễu đạo. Cái sự xét đoán bình thường của các vị trong cuộc đời này cũng như sự xét đoán của chúng ta, thì xin thưa đồng đạo, ở một đích điểm. Nhưng trường hợp này thầy xét với một cái khả năng cặp mắt thánh dòm xem tứ hải thương hồng trần mượn xác tái sanh, thì Đức Thầy dạy là thầy xét trong tam nghiệp các trò còn mang nặng lắm, trong đường tu nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm, chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Đức Thầy mở ngoặc đọc lại trong cuốn Phiến Thiện, có nghĩa rằng tam nghiệp thầy dạy hai chỗ, một chỗ là trong quyển 6 Tôn Chi Hành Đạo, nhưng mà ở đây là Đức Thầy cân nhắc nhắc nhở chúng ta đọc lại trong quyển Phiến Thiện. Như vậy thì thầy xét trong tam nghiệp các trò còn mang nặng lắm. Cho nên hôm nay trong đường tu, tôi và đồng đạo chúng ta thấy như thế, mình ăn chay cũng lâu rồi đúng không? Giờ này chúng ta làm từ thiện rất là, phải nói gọn là cũng đã nhiều năm rồi, cúng lại thì một ngày hai thời ba thời. Nhưng mà mỗi đồng đạo chúng ta khi đọc là Đức Thầy đoạn này, thì tôi và đồng đạo mình suy nghĩ coi, có phải trong đường tu chúng ta còn mang nặng đồng đạo? Bởi vì mình còn phạm. Cái chữ nặng ở đây là gì? Có nghĩa là chúng ta nặng nghiệp á. Mình tu hành có rất nhiều công đức, nhưng mà chỉ cần chúng ta phạm vào 10 điều ác, một trong 10 điều ác này của tam nghiệp thôi, thì đó nó sẽ cướp mất đi công đức của chúng ta, và đó là một cái cơ sở để tạo nghiệp. Cho nên thầy xét trong tam nghiệp các trò còn mang nặng lắm, có nghĩa rằng mỗi cá nhân chúng ta thấy hình tướng bên ngoài rất là tốt, rất là tuyệt vời, nhưng mà chi tiết vấn đề ở quyển Phiến Thiện, ở 10 điều ác mà Đức Thầy sử dụng 216 câu thi Thất Ngôn Trường Thiên để lột trần hết 10 điều ác, thì đồng đạo chúng ta khi xem qua rồi, mình mới so sánh từ hành động, từ lời nói đến hệ tư tưởng, thì có thể nói là chúng ta mang nặng lắm, rất là nặng đồng đạo. Mà nếu hôm nay trong đường tu mình còn vướng vào tam nghiệp còn nặng nề như thế, thì chúng ta khó giải thoát, bởi nó là nghiệp. Chúng ta đọc cái từ ngữ là tam nghiệp, nó là nghiệp, bản chất là nghiệp, thì bản chất nghiệp chúng ta vi phạm vào, chúng ta tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì chúng ta luân hồi đền trả, làm sao giải thoát được đồng đạo?
Đồng đạo muốn giải thoát phải dứt nghiệp, mà mình còn mang nặng ba cái điều nghiệp này thì khó. Cho nên Đức Thầy mới diễn thêm là trong đường tu nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm. Nương là gì? Nương là chúng ta còn vịnh vào, còn nhờ cậy. Giống như chúng ta đi mà còn phải nương gậy. Có nghĩa Đức Thầy muốn nói là trong con đường hành của mình, đáng lẽ giờ này chúng ta nương theo giáo lý, đúng không? Nương theo ánh từ quang của Đức Thầy, của Đức Phật để chúng ta đi. Nhưng mà đằng này vì cuộc sống sinh nhai, vì cái sự ham muốn trong nội tâm, vì cái sự ô nhiễm, cho nên cuối cùng chúng ta tu thì có tu, nhưng chúng ta vẫn nương vào tam nghiệp. Nói một cách khác, có nghĩa là trong đường tu của mình còn phạm đó đồng đạo à. Nhiều khi vì danh vị, vì tiền bạc, chúng ta vẫn còn phạm vào sát sanh. Tôi nói đơn giản, giờ này đồng đạo chúng ta, mình còn ăn mặn, có phải là chúng ta còn nương theo tam nghiệp không? Có nghĩa là mình nương theo đồ mặn để mình nuôi cái thân này. Rồi giờ này nhiều khi mình túng quẫn quá, rồi mình có những cái tư tưởng hoặc là những hành động, hoặc nhỏ hoặc lớn, mình dính vào những cái sự kiện, tức là tiền này không phải của mình, mà mình lại vì thiếu nợ, vì nghèo quá, rồi mình lấy số tiền này, giàu không nhiều, nhưng mà như thế chúng ta vẫn nương vào đó rồi, vẫn vướng vào đạo tặc rồi. Hoặc giả là vì cái sự ham muốn dục vọng nơi nội tâm, mà mỗi đồng đạo chúng ta mình vẫn vướng vào tà dâm, thì là chúng ta nương vào đó rồi. Hoặc giả là vì cái bản ngã, vì cái cuộc sống sinh tồn, vì được mọi người khen tặng, vì cái thể diện mà chúng ta vẫn dùng những cái lời nói, tu lâu như thế đây, ăn chay lâu như thế đây, chứ nhiều khi kiểm chứng lại lời nói của mình, thì nhiều khi chúng ta vẫn còn nói cái lời lưỡng thiệt, nhiều khi chúng ta vẫn còn nói cái lời ỷ thị, nhiều khi chúng ta vẫn nói cái lời ác khẩu, nhiều khi chúng ta nói lời không đúng sự thật. Thì như vậy là phải nương không? Có nghĩa là mình đáng lẽ phải dứt, nhưng mà giờ này mình không dứt được, mình còn phải nương. Rồi trong nội tâm chúng ta cũng thế, dầu rằng mình đang niệm Phật đó, đang cúng lạy, nhưng mà nhiều khi chúng ta thì thầm tư tưởng mình vẫn còn tham cái này, vẫn còn mê cái kia, vẫn còn mến cái nọ. Vậy thì mình còn nương rồi, đúng không? Hoặc giả là người ta làm điều gì đó, vợ mình, chồng mình, hoặc giả là con mình, hàng xóm, có những điều nào đó phật ý mình, làm cho mình buồn, hoặc là làm hư của cải mình, thì lúc bây giờ chúng ta lại trong nội tâm của mình, lửa trong tâm chẳng đốt mà lần. Thì trạng thái này là chúng ta còn nương mà, tức là mình vẫn nương vào các điều này. Hoặc giả là giờ này gặp những cái điều linh nghiệm nào đó, chúng ta lại tin tưởng một cách mù quáng, để rồi chúng ta lại nương theo, thì đó là nương đó. Cho nên Thầy khẳng định là trong đường tu nương theo tam nghiệp, tức là mình còn nương một trong ba cái nghiệp ác, tức là một trong mười cái điều ác do tam nghiệp sinh ra, thì Đức Thầy khẳng định là khổ não lắm. Thực tế đồng đạo, khi mà chúng ta bàn đến đây, đồng đạo hình dung coi, tôi và quý đồng đạo chúng ta mà vướng cái nghiệp nào, nương nhờ nghiệp nào, thì chúng ta thấy rằng mình rất là khổ não. Cho nên Đức Thầy mới dùng cái khái niệm thì khổ não lắm. Cho nên bản thân mình, mỗi đồng đạo chúng ta phải tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Mà nếu chúng ta không tịnh được tam nghiệp, đừng mong về cõi Phật. Nội Thầy xét bao nhiêu chúng ta thấy rớt rồi đồng đạo à. Bao nhiêu là mình cảm nhận đường tu không phải là dễ, không phải là dễ đâu. Cho nên ở đây là cái góc độ quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, mà tin tưởng rằng tất cả đồng đạo chúng ta cần phải hiểu các điều quan trọng đó để chúng ta thực hiện. Và chẳng những Đức Thầy xét một lần, mà Đức Thầy xét một lần nữa, nhưng Thầy xét lại. Xét rồi đúng không? Xét rồi đó. Nhưng mà Đức Thầy xét lại nữa, nhấn mạnh vấn đề để cho chúng ta cẩn thận. Nhưng Thầy xét lại, khẩu nghiệp các trò còn nặng nề hơn hết. Như vậy thì khi Thầy xét lại trong tam nghiệp, thì cái nghiệp khẩu nặng hơn hết. Tức là tại sao nặng? Bởi vì cái nghiệp khẩu nó có bốn ác, và đặc biệt nghiệp khẩu đó chúng ta rất là dễ dàng vi phạm trong cái cuộc đời cư xử của mình hàng ngày. Cho nên hàng ngày tôi và đồng đạo chúng ta nói biết bao nhiêu lời nói. Bữa nào mình làm cái chuyện mà phải nói gọn, cái chuyện không ai làm được đó, mình nói cái gì mình ghi cái đó thử coi. Mình thử lên kế hoạch coi, nói câu nào ghi cái đó vô sổ coi. Thì tôi tin tưởng đồng đạo nếu làm được điều đó, một ngày mà chúng ta ghi là cả một cuốn sổ to,
ghi xong rồi chiều làm ơn đọc lại coi, trong các câu nói mình nói có phạm ác không. Đọc rồi một cái là cái như là không còn hình dung nổi luôn. Cho nên Đức Thầy đã xác định là nhân thầy xét lại, chúng ta đọc giảng thầy đồng đạo đừng có đọc quá lo, mà chúng ta đọc, chúng ta đọc từ câu từ chữ rồi chúng ta suy gẫm á. Đây là cái ý tưởng của tôi mà từ khi học giảng thầy, tất cả các lời dạy Đức Thầy dầu văn vần hay văn tản, khi mà tôi đọc đến đâu là tôi suy nghĩ đến đó. Mà đạt về một điều đồng đạo, đây cũng là cái ý mà hôm nay mình muốn chia sẻ. Nếu đồng đạo lọc đọc lời Đức Thầy mà đồng đạo dừng lại ngẫm đó, thì chúng ta nhớ rất là dài. Đọc một đoạn văn tản, đọc một đoạn văn vần, đọc rồi đó chúng ta ngưng lại suy nghĩ, suy nghĩ trong nội tâm. Cuộc đời học đạo của tôi không bao giờ tôi học ra tiếng, tôi học là toàn một trong tâm không. Có thể đọc một đoạn giảng 4 câu, 8 câu rồi tôi sẽ ngẫm trong tâm tôi. Hồi đó lúc mà tôi rảnh đó, mỗi buổi chiều tôi nằm võng tôi đưa lắc, lắc 2-3 tiếng đồng hồ vậy đó. Thì trong quá trình tôi đưa võng như thế là lúc đó là tôi đang học ở trong tâm tôi đó. Cho nên hôm nay Đức Thầy mới dạy là ai xem qua xin đừng bỏ lãng, gắn công trình vạch đá tầm sâu. Cái đoạn giảng văn tản này tôi tin tưởng rằng đồng đạo thuộc rất là nhiều đó. Nhưng mà khi chúng ta chậm chậm lại, mình nghiền ngẫm lại từng câu từng chữ, thì đồng đạo sẽ cảm nhận được cái tinh hoa vi diệu mà phương pháp tu hành này Đức Thầy đã triển khai tại đây. Như vậy thì từ ở chỗ này mình mới khẳng định rằng Đức Thầy cho biết là khẩu nghiệp các trò nặng nề hơn hết. Cho nên hôm nay muốn trừ cái khẩu nghiệp không phải là dễ. Nếu dễ đắc đạo hết rồi, không còn ngồi đây đâu. Phải không đồng đạo? Tất cả chúng ta ngồi đây là mình đã từng rớt rồi đó. Chẳng những rớt một lần, mà chúng ta rớt nhiều lần, rớt lê thơi, rớt lết mết, rớt từ vô địa kiếp đến nay. Cho nên chúng ta phải nhớ kỹ điều này. Như vậy đã rớt rồi thì kiếp này đừng rớt nữa nha. Phải không? Kiếp này phải đậu mới được à. Cho nên thầy mới dạy là mê với tỉnh nhận ra là lý thế dương trần ngủ mãi ngủ hoài. Thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt đồng đạo. Cho nên hôm nay muốn đậu thì đây là phương pháp để chúng ta đậu đó. Khi mình biết được rằng Đức Thầy xét lần hai, nhưng Thầy xét lại khẩu nghiệp các trò còn nặng nề hơn hết. Cho nên chúng ta bắt đầu hạ thủ công phu, hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng, hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau, hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, hãy ráng sức thi hành, sẽ có Thầy ủng hộ. Cho nên nguyên một án văn này chúng ta thấy rất là quan trọng. Và trong án văn quan trọng này chúng ta sẽ tìm hiểu một đoạn ngắn thôi, cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật. Như vậy thì giờ này Thầy giải là cần, cần hiểu đó. Nhưng mà xét lại trong cộng đồng đồng đạo chúng ta, thì xin thưa đồng đạo, mình phải chấp nhận với nhau. Tôi may mắn là mình làm nhiệm vụ, cho nên có cái khả năng, có điều kiện học hỏi kinh sách, học hỏi chú bác lớn tuổi, đúc kết kinh nghiệm tu tập, thì có thể đây là cái điều kiện cho nên tôi có nghiên cứu. Còn đồng đạo chúng ta phần đông là tay lắm chân bùn, phần đông là chúng ta không có thời gian để nghiên cứu. Những câu từ mà Thầy dạy ráng, Thầy dạy cần, Thầy dạy phải, mấy cái này chúng ta phải suy nghĩ. Cũng như đoạn khác Thầy dạy là ráng cần kiên niệm Phật làm lành, thì điều này không thể nào thiếu rồi đó. Cho nên ở đây Thầy mới nhắc nhở là cần hiểu. Nếu chưa hiểu cần phải tìm hiểu, mà nếu không tìm hiểu được thì chúng ta cần phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, hợp tác với nhau, chia sẻ với nhau, trao đổi với nhau để chúng ta hiểu. Đây là điều cần mà. Cho nên điều cần là phải làm đồng đạo à. Điều này cần mà chúng ta bỏ qua thì coi như chúng ta thất bại. Giống như ông cha mình đó, trước khi đi xa căn dặn con nha, cái điều này con phải cần làm trước nha. Mà điều này mà chúng ta làm sao là chúng ta thất bại đồng đạo. Cho nên hôm nay Đức Thầy dạy là cần hiểu. Và Đức Thầy mới cho biết là lý vô ngã. Và lý vô ngã này Đức Thầy cho biết xuất xứ luôn là của nhà Phật, chứ không phải lý vô ngã bình thường. Cho nên hôm nay Đức Thầy xác định rằng lý vô ngã này chúng ta hiểu, thực hành. Nếu làm được nổi thì tốt, mà nếu làm không nổi, cái quan trọng là hãy ráng sức thi hành.
Đồng đạo nhớ kỹ là phải hái ráng sức thi hành thì sẽ có thầy ủng hộ. Mà nếu chúng ta không ráng sức thi hành, thầy không ủng hộ đâu. Cho nên cái quan trọng là chúng ta giống như là Khổng Thánh dạy rất rõ đó, tận nhân lực mới tri thiên mạng. Mình hết lòng với công việc đó thì tự nhiên ơn trên sẽ quá độ, tiếp dẫn, tiếp sức cho chúng ta. Cho nên điều kiện đặt ra ở đoạn giảng này, chúng ta hãy ráng sức thi hành. Nếu đồng đạo nào ráng sức thi hành để dẹp cái bản ngã, hiểu lý vô ngã, dẹp luôn cả cái khẩu nghiệp. Cho nên khi mà đọc đoạn này thì cái cốt lõi vấn đề đặt ra đây: đồng đạo muốn dẹp cái khẩu nghiệp, muốn dẹp cái nghiệp nặng này, thì cái quan trọng là chúng ta hiểu lý vô ngã, dẹp bản ngã thì chúng ta mới hết cái khẩu nghiệp. Mà nếu giờ này chúng ta có ăn chay, chúng ta có niệm Phật, có cúng lạy, có làm từ thiện mà đồng đạo vẫn còn cái ngã, thì khi chúng ta phát ngôn ra, lời nói chúng ta hoặc ít hoặc nhiều, chúng ta vẫn phạm vào khẩu nghiệp. Đó là một cái điều đương nhiên cuộc sống. Cho nên hôm nay khi tiếp cận đồng đạo mình, quý đồng đạo chúng ta sẽ biết được cái người này bản ngã còn nhiều hay ít. Nếu người này mà nói chuyện rất là chuẩn, không phạm bốn điều ác, thì đây là những dấu hiệu vị đồng đạo này không còn cái ngã. Còn nếu hôm nay chúng ta nói chuyện, quay qua thì chúng ta phạm lưỡng thiệt, quay lại chúng ta phạm ỷ thị, quay lại thì chúng ta phạm ác khẩu, quay lại chúng ta phạm vọng ngữ, là chúng ta đủ biết được bản ngã người này còn rất là nặng. Mà bản ngã còn nặng rồi thì chúng ta tu khó giải thoát, khó giải thoát. Cho nên đây là một cái phương pháp nhận diện. Bản thân chúng ta nhận diện mình rồi chúng ta sẽ nhận diện người khác, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta tìm cách hỗ trợ lẫn nhau. Thì đó là các cái ý mà chúng tôi muốn sơ lược trước khi đi vào trình bày về định nghĩa lý vô ngã. Như vậy thì ở đây Đức Thầy dạy là lý, lý khác, sự khác. Cho nên lý là phải dựa vào sự, và lý là một cái chiều sâu của một vấn đề mà chúng ta cần phải thẩm thấu. Lý khác, sự khác, chơn đế khác, tục đế khác, rồi thế gian và xuất thế gian hoàn toàn khác. Cho nên hôm nay nếu chúng ta tu mà đồng đạo chúng ta chấp ở thế gian, không đi đến xuất thế gian, thì coi như là chúng ta đạt kết quả. Tôi đưa một ví dụ: hôm nay chúng ta đang ở trong một cái mùa Vu Lan báo hiếu. Như vậy thì hiếu thế gian là sự, là chúng ta lo cho cha mẹ, mẹ cha là kẻ trọng ân, dưỡng nuôi hiếu thân yếu già, thì đó là sự thế gian. Nhưng mà lý thế gian, về lý đạo là chúng ta phải lo cho cha mẹ khi cha mẹ quá vãng, đây là xuất thế gian. Có nghĩa rằng chữ hiếu mà người con đền đáp với ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ còn sống thì chúng ta lo chỉ có một hai thôi, nhưng mà ông bà cha mẹ quá vãng rồi chúng ta lo đến 5-10 đó, mình đâu có nghĩ lo đâu. Thì đó là lý đạo đó. Có nghĩa rằng cha mẹ qua đời rồi thì cái nhiệm vụ đó, cái vai trò trách nhiệm đó đè nặng trên đôi vai, chúng ta phải tu đó, tu đắc đạo đó, đặng chi cứu cha cứu mẹ đó. Nặng không? Rất là nặng đồng đạo. Cha mẹ còn sống thì mình chỉ lo ăn uống thôi, vật chất tinh thần thôi, thì lý đạo đặt ra chỗ đó. Rồi giờ này tôi nói ví dụ như ăn chay cũng vậy. Ăn chay mà về sự đó thì chúng ta chỉ biết ăn chay khẩu thôi. Ăn chay 1 tháng 4 ngày, 1 tháng 6 ngày, 1 tháng 10 ngày thập chay, rồi ăn chay tam quân chay, ăn chay trường, đó là sự. Mà nếu chúng ta chấp ở sự thì đồng đạo chúng ta sẽ có những cái không hay. Mình bàn luận, mình so sánh cũng do bản ngã mà ra, đúng không? Chị ăn chay mới có 1 tháng 4 ngày, sao bằng tối? Tôi ăn chay trường rồi nè chị à. Rồi chị mới tu đây, mới ăn chay đây chứ hết hủ chao nữa, sao bằng tối? Tôi ăn chay năm nay là 20 năm rồi đó. Mà nậu nói câu đó thôi là chúng ta thấy chưa đạt lý đâu. Mình nói câu đó là mình rớt rồi. Phải ý thị không? Phải ác khẩu không? Cho nên hoàn toàn do cái bản ngã bên trong mà ra. Vì vậy nên chữ lý ở đây là chúng ta phải nhận định cái chuyện chay tướng hay chay khẩu đó chỉ là phương tiện thôi. Cái quan trọng là chay được tánh, chay tâm mới quý. Mình được chánh tay cho được là tâm chay chưa? Được chánh tay cho là tánh chay chưa? Mà một người người mà đạt được tâm chay, tánh chay đó, người ta không nói một lời. Đó là lý đạo đó. Rồi hôm nay chúng ta làm từ thiện cũng vậy. Nếu chúng ta chấp vào sự
là tôi phải làm cái này cái kia cái nọ, làm xong rồi người ta phải mang ơn tôi. Đó là sự thôi. Còn nếu thật sự một người đạt về lý rồi đó, thì lúc bây giờ ông cha chúng ta dạy làm sao đồng đạo? Thi ân bắt cầu báo, lấy chỗ đó đó. Mà câu này là xuất phát từ Khổng Thánh. Cho nên hôm nay Đức Thầy dạy giúp đời đừng để trả ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Đó là lý đó. Nghĩa là mình đạt được cái lý. Cho nên nếu mà chấp ở phần sự thì đồng đạo chúng ta kẹt ở đây, không giải thoát đồng đạo à. Vì vậy cho nên việc sách đèn miệng đọc tai nghe, không hiểu lý như ghe chở khẩm. Hoặc là chữ mà không nghĩa cũng kỳ, nghĩa mà không chữ dễ gì ở đâu. Muốn cho chữ nghĩa một câu, chữ đâu nghĩa đó, lý sâu đem vào. Trong Kim Cổ Kỳ Quan Ma đưa ra những cái đoạn văn mà chúng ta cảm thấy rất là tuyệt vời. Rồi hôm nay Đức Thầy cũng dạy rất rõ, ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời cho có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa, nghĩa là lý đó, làm theo mới đắc đạo. Chúng ta nhớ kỹ, tìm hiểu lý, hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo. Vì vậy cho nên hôm nay trong đường tu của mình, sự đồng đạo hiểu rất là rõ. Nhưng mà chúng ta muốn đi sâu vào triết lý của một vấn đề nào đó, thì đây là một vấn đề chúng ta cần nghiên cứu. Thì đó là mình định nghĩa về chứng lý. Và Đức Thầy dùng khái niệm là vô ngã. Cái chữ vô là không, cái chữ ngã là ta. Như vậy thì mỗi đồng đạo chúng ta phải không có cái ta. Và đồng thời chữ vô ngã này, đây là một trong tam pháp ấn của Đức Phật. Cho nên hảo nào Đức Thầy mới dạy là cần hiểu lý vô ngã của nhà Phật. Vì vậy nên đây là một thuật ngữ của nhà Phật. Thuật ngữ này do Đức Phật chế ra để dạy các môn nhân đệ tử. Như vậy thì tại sao gọi là tam pháp ấn? Trong ròng rã 49 năm, Đức Phật chúng ta thuyết đến 5 thời kinh. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất tam thất nhật. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật. A Hàm nhị thập phương đẳng bát. Rồi nhị thập nhị niên bát nhã đàm. Bát nhã đàm pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Có nghĩa rằng 21 ngày đầu tiên, 3 tuần đầu tiên Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm. 12 năm ròng rã nói kinh A Hàm. Rồi 22 năm Đức Phật nói kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Rồi 12 năm Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Một ngày một đêm. 12 năm Đức Phật nói kinh Pháp Hoa. Một ngày một đêm nói kinh Đại Tập Niết Bàn. Như vậy thì năm thời kinh này, tất cả các bài kinh, tất cả các bài pháp đều đóng một cái dấu ấn. Giống như giờ này, mọi cái văn bản về những cái vi phạm pháp luật, thì mọi cái văn bản mà từ trung ương đưa xuống tỉnh, từ tỉnh mà đưa về xã, rồi từ xã mà ban hành cho người dân, thì mọi văn bản này đều đóng con dấu. Cũng như hôm nay, cái văn bản mà trung ương gửi cho nhà nước, được chính quyền cấp huyện ký phép cho chúng ta thuyết giảng thì phải có con dấu. Như vậy thì văn bản này có hiệu lực khi văn bản này có con dấu. Mà nếu văn bản này mà không đóng con dấu thì ngày hôm nay chúng ta không làm được gì cả. Vì vậy cho nên đó là chúng tôi muốn dùng sự đặc lý. Cho nên ngày xưa tất cả các thời kinh, tất cả các cái bài nói pháp của Phật đều đóng con dấu. Đóng con dấu mới có hiệu quả, đóng con dấu mới có hiệu lực. Thì con dấu này là gì? Đó là tam pháp ấn. Như vậy dầu phương pháp tu Đức Phật đưa rất là nhiều, tức là gọi là tùy cơ đối trị. Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn trần lao, thì Đức Phật đưa ra 84 ngàn pháp môn. Con số 8, con số 4 đây không phải là con số, mà đây là tượng trưng. 84 ngàn pháp môn, 84 ngàn trần lao, tức là 8 vạn 4 ngàn là 84 ngàn đó. Thì đây là con số tượng trưng, chứ không phải mình đếm rằng đã pháp Phật đến 84 ngàn pháp, không phải. Nhưng mà 84 ngàn pháp này thì mỗi pháp đều phải đóng một con dấu. Như chúng ta vừa nói hồi nãy, khi Đức Phật ban hành, mình nói một cái dễ hiểu đi. Khi Đức Phật ban hành pháp môn cũng như là nhà nước ban hành văn bản. Như vậy thì văn bản này đóng con dấu mới có hiệu lực, có kết quả. Như vậy thì nói vòng vòng nãy giờ, con dấu là gì? Gọi là tam pháp ấn. Trong tam pháp ấn này gọi là gì? Vô thường, khổ và vô ngã. Có nghĩa rằng tất cả pháp tu, hành giả cần hiểu được cuộc đời là vô thường, cuộc đời là khổ, và phải thông đạt được cái lý vô ngã. Nếu như một nhà tu mà không hiểu được cuộc đời vô thường,
không hiểu được cuộc đời là khổ, cũng chẳng có dẹp bản ngã, thì kể như là cái bản kinh này vô hiệu quá. Tu như thế là không đắc đạo. Vì vậy nên ở góc độ tu thiền hay tu tịnh hoặc giả các phương pháp khác, từ thời Đức Phật tổ tổ tương truyền thì đều đóng tam pháp ấn, tức là vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy thì giờ này trong đường tu, từ cơ sở đó chúng ta đặt câu hỏi: nếu như tôi và đồng đạo chúng ta tu mà chúng ta không nhận định được cuộc đời khổ, thì chúng ta tu coi như là dậm chân tại chỗ. Khi đồng đạo có nhận định cuộc đời là khổ, có nhận định được như lời Đức Thầy dạy trong bài Không Buồn Ngủ, cảnh thế gian dường thể chốn ao tù, trong biển khổ may mà thoát đặng. Chúng ta có nhận định được trong bài Tối Mùng Một, chốn tù vốn thiệt cõi ta bà, tiên cảnh được về ác đánh xa, chúng sanh chìm đắm trong vòng khổ, khuyến dại bởi dương sóc ngập tọt. Chúng ta có nhận định được rằng đó, mình có 8 nỗi khổ sanh lão bệnh tử, đây là 4 nỗi khổ cơ bản về vật lý. Đồng thời chúng ta có 4 nỗi khổ cơ bản về tâm lý nữa, gọi là mưu cầu bắt đắc ái biệt ly, oan tán hội ưu sầu lo ngại. Thì vừa vật lý và tâm lý, 8 nỗi khổ này chúng ta hiểu thì mình mới có cơ hội tu giải thoát. Còn giờ này thấy cuộc đời này vui quá, hạnh phúc quá, cuộc đời này là đang chảy, là phải nói rõ là thảm để đón nước chúng ta, thì như vậy mình tu biết bao nhiêu đắc đạo ở đây. Cái đó gọi là tu chơi thôi, tu cho đỡ buồn thôi, tu để xả stress thôi, không đắc đạo đồng đạo. Khẳng định vấn đề tại chỗ này liền. Bởi chúng ta đang bàn là bàn một lý vô ngã, mà mình phải nói như thế đó đồng đạo. Cho nên hôm nay đồng đạo phải nhận định cuộc đời là khổ. Khổ chừng nào niệm Phật quyết liệt chừng đó, khổ chừng nào giữ giới quyết liệt chừng đó, khổ chừng nào làm từ thiện quyết liệt chừng đó, khổ chừng nào ăn chay quyết liệt chừng đó, khổ chừng nào cúng lại quyết liệt chừng đó. Như vậy thì chỉ có tu mà thoát khổ. Vấn đề đặt ra chỗ này. Cho nên mỗi khi mà làm biến cúng, mình nhớ cuộc đời này khổ quá, giờ này muốn tọa liên đài ngồi tòa sen phải cúng. Ăn chay năm nay 10 năm ngán quá, không thấy gì trơn, bởi vì chưa đạt được lý. Thì nhận định rằng hôm nay muốn thoát khổ phải ăn chay, nếu ăn mặn hoài là khổ hoài. Mình rất khẳng định điều đó. Rồi giờ này mình làm từ thiện, mình giải đẩy bớt, làm biến rồi, làm hết nổi rồi, hết tiền à. Thì lúc giờ mình nhớ ở cuộc đời khổ á, nếu mà không làm là khổ đó. Bởi vì chỉ có công đức mới là thay đổi được cái nỗi khổ niềm đau của chúng ta thôi đồng đạo. Thì những yếu tố này nó phải triệt buộc với nhau trong cái cuộc sống của mình, thì từ đó mọi đồng đạo chúng ta mới cố gắng, mới tinh tiến đó đồng đạo. Rồi cái thứ ba nữa, cái tiếp theo nữa, nếu mà chúng ta không nghĩ cuộc đời là vô thường, mình nghĩ mọi thứ là thường còn, thì mình đâu có muốn đi về cõi Phật đúng không? Khi mình nghĩ mọi thứ là vô thường, không thường còn, mà một lát nữa về phương pháp thực hành thì chúng ta sẽ nói rõ hơn. Đây là mình chỉ giới thiệu thôi. Thì nếu mình nghĩ được cuộc đời là vô thường, không thường còn, không phải là của ta, thì lúc bây giờ ta đâu có còn liên tiếc. Mà nếu ta không còn liên tiếc thì ta mới ráng niệm Phật được vãng sanh. Mà nếu chúng ta còn thương nhà tiếc của, biết hồi nào ngu thì biết chừng nào ta vãng sanh. Đúng không đồng đạo? Mình phải nhận định điều đó. Cho nên hôm nay về cái từ vô ngã này, thì đồng đạo phải nhận định rằng đây là tam pháp ấn của nhà Phật. Thì đó là chúng tôi muốn nói một số khái niệm để chúng ta hiểu cơ bản về cái lý vô ngã. Như vậy thì ý thứ hai muốn nói đây, hành trạng và tai hại của một người đang rơi vào ngã mạn như thế nào. Chúng ta hiểu cái này đi, rồi chúng ta sẽ thực hành. Như vậy thì giờ này nếu sống trong xã hội này mà con người còn cái bản ngã. Cho nên cái bản ngã là gì? Đây gọi là một cái tánh tự nhiên của mỗi con người. Khi sinh ra là chúng ta đã có. Cái này gọi là cái ta, cái này gọi là cái tôi. Và đặc biệt đây là cái tính tự nhiên, khi chúng ta sinh ra chúng ta có. Và từ tính tự nhiên này thì bắt đầu chúng ta có những cái sự chuyển đổi theo cái dần, lớn dần theo thời gian, theo một cái sự bắt chước, cái sự hấp thụ của những cái cuộc sống xung quanh này. Rồi cuộc đời này sẽ dạy ta, vinh nhục sẽ dạy ta, và cuối cùng thì tự bản thân ta, ta sẽ dệt những cái điều phiền tối bắt nguồn từ cái bản ngã mà nó có từ khi chúng ta sinh ra. Vì vậy cho nên hôm nay mình phải nhận định rằng một người mà còn bản ngã, người này rất là khổ. Một người mà còn bản ngã thì cuộc đời người này không thành đạt. Cho nên có một mẫu chuyện mà đồng đạo chúng ta ai cũng biết đồng đạo. Mẫu chuyện này với một cái nhan đề là mù rờ voi.
Khi học cái thời tiểu học là tôi học muốn chuyện này rồi. Hồi đó thì thầy dạy mình đây là chuyện ngụ ngôn. Mình rất là nhớ, rất là hay chuyện ngụ ngôn. Nhưng mà sau này khi tiếp cận kinh điển thì mình biết đây không phải chuyện ngụ ngôn, mà mẫu chuyện mù rờ voi nó xuất phát từ cái tạng kinh gọi là A Hàm Kinh. Mẫu chuyện này ngày xưa Đức Phật kể, đồng đạo à. Và trong một pháp hội Đức Phật mới nhắc lại trong kinh A Hàm Kinh. Đức Phật nói rằng cách đây hàng xa số kiếp về trước, thời Đức Phật mà Đức Phật nói là cách đây hàng xa số kiếp về trước thì chúng ta không có ước lượng thời gian rồi. Và Đức Phật nói rằng này các ngươi, cách đây hàng xa số kiếp về trước, có một vị vua này là một vị vua hiền triết. Cho nên vua thì có hai cách để trị dân, một là vương đạo, hai là bá đạo. Nếu mà vua mà trị dân bằng vương đạo thì người dân được ấm no hạnh phúc, mà nếu vua mà trị dân dùng bá đạo rồi người dân khổ lắm. Cho nên vị vua này là vua hiền triết, vị vua này là chăn dân bằng một cái gọi là vương đạo. Và lúc bây giờ các triều đình, các triều thần trong triều đình thì ai cũng có cái bản ngã, ai cũng nói mình hay, ai cũng nói mình giỏi hết, đồng đạo. Thì lúc bây giờ đáng lẽ ra của Ngũ Chí Tôn thì ở trên thì trảm xuống, đúng không? Nhưng mà vua là vua hiền triết, cho nên vua không làm điều đó. Vì vậy nên vua đã sắp xếp rồi, vua đã sai khiến quân lính sắp xếp sẵn. Cho nên nhân một cái bữa nọ thì vua lên triều, thì tất cả các quần thần ngồi ở dưới vậy nè. Thì lúc bây giờ vua nói rằng hôm nay ta sẽ dở cho mấy ông xem một cái, cho mấy ông xem một cái dở tuồng. Và đồng thời lúc bây giờ thì vua mới sai ba quân đó dắt một con voi to ra. Và đồng thời vua đã chuẩn bị, đã kiếm được 5 cái người mù. Và đây là 5 người mù bẩm sinh, tức là mù thở trong bụng mẹ, sinh ra là mù rồi, chứ không phải là sinh ra rồi từ từ lớn lên nó mù nha. Gọi là mù bẩm sinh, nghĩa là không biết gì cả. Và đồng thời lúc bây giờ vua mới ra lệnh cho 5 người mù này là một cái công cuộc gọi là mù rờ voi. Cho nên cái mẫu chuyện này có nhan đề là mù rờ voi. Và đồng thời vua mới phán rằng này 5 người mù kia, ta cho các ông chọn các cái vị trí trên con voi, và các ông sẽ diễn tả theo một cái cảm xúc rờ của các ông, mà mỗi ông cảm tả, cái mỗi ông diễn tả con voi theo ý riêng của mỗi người. Thì lúc bây giờ 5 người mù này chia thầm 5 hướng lẹ làng lắm. Lúc bây giờ anh mù nhất nói: dạ thưa bệ hạ, theo cái cảm nhận của con thì ông voi á, con voi nó giống như cục đình. Bởi anh này anh nhanh chân nhạo, chụp cái chân gỡ chân cánh, anh nói con voi mà cũng như cục đình liền. Thì anh thứ hai nói: dạ thưa bệ hạ, anh thứ nhất anh sai rồi, chứ theo con đó, con voi nó giống như cái trống trầu rồi đó. Bởi anh này anh rờn cái bụng nhanh lẹ lắm. Anh thứ ba nói: dạ thưa bệ hạ, hai anh kia sai rồi, theo con đó thì ông voi á, con voi nó giống như cái chỗ chà, bởi anh đang rờn cái đuôi. Thì anh thứ tư nói: dạ thưa bệ hạ, ba anh kia sai hết rồi, theo con đó, con voi nó giống như cái ống nước, bởi vì anh đang rờ ngay cái cái vòi. Thì anh thứ năm nói: dạ thưa bệ hạ, bốn anh kia sai hết chân rồi, chớ theo con đó thì ông voi giống như một cái quạt mo của quân sư vậy đó bệ hạ. Thì lúc bây giờ 5 người đưa ra 5 cái ý mà ai cũng bảo thủ cho mình đúng hết, cho người ta sai. Thì lúc bây giờ các quần thần mới cười to lên, bởi vì người sáng mắt mới thấy được cái tình tiết toàn vẹn một con voi, còn người mù làm sao biết, đồng đạo. Thì lúc bây giờ cả triều đình cười rộ lên. Thì vua mới cất tiếng: này các ngươi, đây là một bài học mà hôm nay ta muốn làm công việc này để ý thức các ngươi. Phải chi 5 người mù này chịu quay lại nhìn bản thân mình, mình là mù bẩm sinh, đã không có con mắt mà làm sao nhìn được, đồng đạo. Như vậy thì dựa trên cái đôi tay chỉ rờ thôi thì làm sao mà tả được toàn vẹn cái hoàng một cái con voi hoàn chỉnh như thế. Chính vì như thế mà nó sai. Và Đức Phật mới phán thêm: đây là cái bản ngã của 5 người mù, cũng như cái bản ngã của các ông vậy đó. Hàng ngày các ông bị danh lợi nó chói chặt, các ông không nhìn được toàn vẹn vấn đề, cho nên các ông thường là có những suy nghĩ, những hành động nó không đúng theo cái hoàn cảnh thực tế. Cũng giống như 5 người mù này không thể nào tả được thực tế một con voi. Như vậy thì Đức Phật nói thêm, khi mà sự kiện này xong thì từ đó các vị quần thần lẳng lặng không nói, nhưng mà bắt đầu thực hành.
mọi người ý thức được, và từ đó thì đất nước trở nên phú cường. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì thông qua mẫu chuyện đó thì giờ này tôi và đồng đạo chúng ta có khác nào người mù để chỉ giùm tôi coi. Mình là người mù, mà chẳng những chúng ta mù hôm qua hôm kia, chúng ta mù từ vô thủy đồng đạo. Đức Thầy dạy rồi, nguyên tâm tối từ hồi vô thủy, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhẫn nguỷ làm chơn, lo quyển thân vật chất kém hơn, chẳng tìm kiếm tinh thần đạo đức, dệt lưới nghi đeo điều phiền phức, bệnh rịnh đời cực khổ tan thương, khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Đức Thầy dạy một đoạn trong quyển Phiến Thiện rồi. Tất cả chúng ta mù mà, cho phải sáng giờ đây chúng ta ngồi với tòa sen bên rồi, phải sáng chúng ta lên cổ trời đó. Cho nên hôm nay muốn nói ở chỗ này thì cái bản chất sự thật mỗi con người chúng ta, cái quan trọng là đã phải nhìn nhận tôi, nhìn nhận tôi còn quá tối, tôi còn quá vô minh, tôi còn mê si. Mình phải biết mình tối đồng đạo à, để làm chi à? Để chúng ta cẩn thận, bởi vì mình tối nè, cho nên khi nói nè, khi làm nè, không có chịu suy luận. Thì từ chỗ khi nói nè, khi làm không chịu suy luận, cho nên chúng ta càng nói là càng phạm tội, càng làm là càng phạm tội. Rồi từ phạm tội đó sinh nghiệp, mình phải luân hồi đền trả. Cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta, yếu tố quan trọng về cái hành trạng của bản ngã này thì chúng ta phải nhận định tất cả chúng ta có bản ngã. Cho nên từ cái bản ngã đó thì trong gia đình của mình trước đi, mình nói mình á, tôi là cha, tôi là chồng, cô phải nghe lời tôi, con phải nghe lời tôi, thì rõ ràng đây là một cái bản ngã đồng đạo. Mà đồng đạo nhớ kỹ, chồng vợ mà sống với nhau mà người nào mà còn cái tôi đó thì gia đình này nó lùng sục tối ngày, nó chẳng khác nào đi ngục trần gian. Vợ thì nói rằng là tôi là người cầm tiền đó, ông phải qua quyền của tôi. Chồng nói rằng tôi là người đứng tên sổ đỏ đó, tôi là chủ hộ đó, ta là chủ hộ đó, bà mà không nghe lời ta nó ta đuổi đi khỏi nhà. Thì mà thấy ông cũng những chữ ngã mà nó lộn xộn. Rồi đối với con cũng thế, ta là cha đó, ta là mẹ đó, con cái đúng trật dọc biết phải nghe lời cha mẹ. Thì điều này là một cái điều đang đi ngược với cái sự phát triển về phương diện, mọi phương diện trên xã hội ngày nay, nhất là về công nghệ thông tin. Tôi nói ví dụ bây giờ mình hồi đó mình dốt đi, học hết có cấp 1 mà giỏi gì học hết cấp 2 dữ lắm rồi. Bởi vì do cái thời buổi ngày xưa đồng đạo biết chiến tranh mà, gia đình nghèo khổ. Như vậy thì con mình học tới đại học đó, mình học có cấp 2 à, mà mình nói mình hơn con mình được không đồng đạo? Không được rồi. Nhưng mà vì cái bản ngã, vì cái bảo thủ, có bao giờ mà mình nói là mình thua con mình đâu, phải không đồng đạo? Cho nên chính vì cái sự bản ngã này mà chúng ta khổ, hành trạng rất là khổ, tai hại rất là khổ, cuối cùng thất bại. Tôi nói đơn giản anh em ruột thôi, mà nếu đến cái mùa lúa thu hoạch đó, anh em ruột cha cho mỗi đứa là 5 con đất, 2 đứa 10 công. Như vậy thì đến mùa thu hoạch, thằng em của mình đó, nó làm lúa, nó chăm sóc kỹ lưỡng, trúng hơn mình. 5 công đất này nó thu hoạch được 5 tấn lúa, cuối cùng nó lời được 20 triệu. Trong khi đó 5 công đất mình thu hoạch có là phải nói gọn là có 4 tấn rưỡi, thua 500 ký là tức rồi đó. Tức liền, đáng lẽ là thương đúng không? Tức, tức lắm. Ngoài mặt thì vui vẻ mà trong lòng tức lắm, bức đức rồi đó. Cái bản ngã đó, ích kỷ của mình bức đức rồi, tại em mình nó hơn mình tức rồi đó. Cho nên ở đời nó có những cái nghịch lý lắm. Đáng lẽ em mình hơn mình mừng, em mình mà nó hơn mình mừng, thì cũng có một số người ta thương em ta mừng. Nhưng mà cái tôi nói đây là chúng ta nói số đông á, người ta đố kỵ. Rồi giờ này tôi nói nôm na đó, chị mình đi, hôm nay mình đến thăm chị mình thì thấy chị mình xây một cái căn nhà 2 tỷ 3 tầng lầu đẹp quá, thì lúc bây giờ trầm trồ, nhưng mà về nhà không ưa rồi đó, không thích rồi đó. Thì do các bạn ấy, bởi vì mình thua người ta, trong khi nhà mình không bằng nhà chị mình, thì lúc bây giờ mình lại có cái sự đố kỵ. Tôi nói hàng ngày bè bạn mình thôi, mà bạn mình mua món đồ, mình mua món đồ phải không, mà mình hỏi bạn mình mua món đồ bao nhiêu, bạn nói tôi mua chiếc xe này là 70 triệu, thì trong khi đó mình mua món đồ có 30 triệu à, là mình ghét người ta đồng đạo à, mình ghét người ta liền. Đây là cái bản ngã trong cuộc sống. Cho nên cái bản ngã này nó rất là, phải nói gọn là nguy hiểm. Khi một người mà còn bản ngã rồi, chúng ta không chịu thua người ta. Tôi nói ngồi nói chuyện chung với nhau đó, mà vì cái bản ngã đó
Cho nên lúc bây giờ mình không chịu thua người ta, nói nó muốn nói cho hơn không, thì từ chỗ muốn nói cho hơn, vô tình chúng ta phạm gì? Ỷ thị nè, ác khẩu nè, rồi luôn cả là chúng ta phạm luôn vọng ngữ. Mình làm đâu có được vậy đúng không? Nhưng mà phải nói hơn người ta mới được. Bản ngã lôi kéo mình mà, mình đâu phải chữ thời, đâu kêu trời đâu, mà vì bản ngã khi nói chuyện chúng ta buộc phải chữ thề, buộc phải thề để chứng tỏ là mình hơn người ta. Do đâu? Phải do bản ngã không? Cuối cùng cũng vì cái này mà chúng ta gây nghiệp. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày mình phải cảm nhận điều đó. Những cái điều tai hại mình nói gọn thôi, đừng nói chi người đời. Bây giờ mình bàn trong đạo một chút đi. Mình hôm nay ăn trái kỳ mà nghe đồng đạo xóm trên, nghe anh hai xóm trên trái trường là ghét người ta rồi đồng đạo. Ghét liền hả? Ghét người ta kiếm chuyện. Anh hai làm vậy là sai rồi. Thầy dạy chay 4 bữa là quy tắc, anh dám ăn trái kỳ trái trường anh cãi với thầy. Có không đồng đạo? Có. Rồi chẳng những như thế, mình gặp chị mình, bà chị bạn nói chàng ơi chị ơi, hôm nay tôi làm từ thiện dữ lắm đó chị, là mình ghét người ta. Mình không làm từ thiện giống người ta, mình ghét người ta. Nó lạ đồng đạo. Rồi luôn cả giờ này hai người, ba người, một nhóm độc giảng, thì cái người mà độc giảng hay đó thường bị cái người độc giảng không hay ghét. Thì đồng đạo hình dung đi, có hàng nghìn cái lý do đó đó, nhưng mà chúng ta đưa ra phớt phớt thôi là chúng ta thấy được cái tai hại như thế nào rồi. Và đồng thời khi mà chúng ta rơi vào đó rồi, thì phải đây là cái điều cản trở không? Đây là một điều rất là cản trở đồng đạo à. Cho nên tự nhiên vậy cái chúng ta đem cái phiền não, vì cái bản ngã chúng ta dệt cái phiền não. Rồi từ dệt phiền não đó, nó sẽ làm ngăn cản cái bước tiến của chúng ta. Cho nên Đức Thầy mới dạy là tâm trần tục còn phân nhân ngã, thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Đức Thầy đã khẳng định rồi, nếu mà chúng ta còn phân biệt nhân ngã như thế thì chúng ta tu ở đây hoài đi, đừng có đi. Cho nên theo cái hiểu của tôi đó, hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta học tập lời Đức Thầy, đồng đạo chúng ta mà tâm mình mà càng rộng, tâm mình đạt được vô ngã, tâm mình không ích kỷ, thì chúng ta sẽ hiểu lời Đức Thầy một cách hết sức là rộng mở. Còn tâm chúng ta còn đố kỵ, tâm chúng ta còn nhỏ, tôi cho đồng đạo học từ ngày này sang tháng nọ, năm này năm kia, học cả đời đó, nhưng cuối cùng chúng ta hiểu có một chút à. Bởi vì cái tâm mình nó quá hẹp rồi. Cái tâm mình quá hẹp làm sao chúng ta hiểu rộng được. Từ khi muốn hiểu rộng là cái tâm chúng ta phải rộng, mình phải vô ngã đồng đạo. Rồi đồng thời cái tai hại nữa, như chúng ta biết Đức Phật dạy, Đức Phật dạy một cái giai thoại, Đức Phật dạy tu Bồ Đề, hà dĩ cố Phật cáo tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát thọ giả tướng, chúng sanh tướng ngã tướng tức phi Bồ Tát. Có nghĩa là trong kinh Kim Cang Đức Phật mới dạy đó, này tu Bồ Đề, những hạng người tu vào Bồ Tát đạo mà còn phân biệt tướng người, phân biệt tướng ta, phân biệt tướng thọ giả tướng chúng sanh, là người này không phải tu Bồ Tát. Như vậy Đức Phật đã dạy tu Bồ Đề trong kinh Kim Cang, hạng mà tu vào Bồ Tát đạo mà còn bản ngã, còn phân biệt, thì xin thưa đồng đạo, còn không phải Bồ Tát kìa. Hơn hồ chúng ta là chúng sinh. Cho nên hôm nay mình phải hiểu được một số cái hành trạng đó, một số tai hại đó. Vì vậy nên mình đúc kết lại tai hại, nếu đời sống con người mà chúng ta còn bản ngã thì chúng ta thường bị cô độc, không bao giờ tạo thiện cảm. Có đồng đạo nào mà mến cái người bản ngã đâu. Tôi nói nó thật chứ quý cô nha, quý cô mà có ông chồng mà cống cao ngã mạn là quý cô không có thương đâu. Bao nhiêu tình cảm mất tiêu rồi quý cô ơi. Quý chú cũng vậy nữa, nếu quý chú có một người vợ mà cống cao ngã mạn đó, tự cường tự đại là quý chú coi cũng không ra gì đâu, không có thương đâu. Thương sao nói mà thương đồng đạo. Rồi giờ này con mình đó, mình sinh ra mình đẻ ra mà mình sinh hai đứa con, cái thằng hai thì nó hiền hậu dễ thương lắm bởi gia đình nghèo, nhưng mà thằng út thì sinh ra như trứng mỏng rồi đó, mình thương thằng út lắm. Nhưng mà chính vì mình thương, cuối cùng út nó ngã mạng cống cao. Thì khi nó bộc lộ tánh cống cao ngã mạng, đến cái giờ sau cùng mình làm cái tờ di chúc, không dạy gì mà để của cho út đâu. Dù rằng nó là út đó, hưởng cổ đó, nhưng mà nó quá bản ngã rồi, thì mình để của lại cho thằng hai, tội nghiệp thằng hai. Thằng hai nó hiền. Cho nên Đức Thầy mới dạy rất rõ, trẻ với già dình hai chữ từ khiêm, không còn thấy lọn lưng nền can kỹ đồng đạo. Trong thực tế, đây là chúng tôi nói thực tế. Rồi tự đồng đạo hình dung coi. Cho nên trên thế gian này không ai chấp nhận cái bản ngã.
Cái bản ngã là tự chúng ta trói chúng ta lại, tự chúng ta cuột chúng ta lại, tự chúng ta dệt cái sự đau khổ. Mình bị mọi người xa lánh, kinh tế thì không phát triển, không có một cái thiện cảm, sống như thế uổng kiếp người lắm. Chúng ta luôn thất bại, chúng ta luôn cô độc, chúng ta luôn đau khổ. Những người mà đau khổ rồi luôn cả những người mà chúng ta sống với một cái tư tưởng gọi là giống như là sống chỉ riêng mình đó, thì người này khổ lắm đạo, lúc nào cũng phiền não trong nội tâm hết. Rồi đồng thời đó là chúng ta hiểu về cái phương diện ở ngoài đời, rồi phương diện nhân quả, phương diện luân hồi. Thì khi đồng đạo chúng ta còn cái bản ngã, thì như nói nãy rồi Đức Thầy dạy là tâm trần tục còn phân nhân ngã, thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Thì kể như là chúng ta ở đây, chúng ta sẽ bị cái bản ngã nó xoay vòng, rồi cuối cùng chúng ta cứ xuống xuống lên lên trong vòng trầm luân quan nghiệt này. Như vậy thì hiểu được cái bản chất của nó, tai hại của nó. Thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta làm gì để chúng ta thực hành được cái lý vô ngã. Như vậy thì ở đây đồng đạo phải nhận định là thực hành lý vô ngã. Cho nên hôm nay để thực hành lý vô ngã, yếu tố đầu tiên là mỗi đồng đạo chúng ta phải có một nhận định. Và sự nhận định này mỗi đồng đạo phải thực hiện đúng lời Đức Thầy. Đức Thầy xác định là việc mê si phải nương thiền giác, muôn việc làm tránh trực khôn an, đừng bả đâu tin vướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp. Cho nên hôm nay đồng đạo muốn thực hành lý vô ngã thì mỗi đồng đạo chúng ta cần phải hiểu là Đức Thầy. Đây là những điều cơ bản. Nếu đồng đạo không hiểu là Đức Thầy, đồng đạo không làm được gì cả. Có nghĩa là giờ này chúng ta phải có một kiến thức, kiến thức học Phật, kiến thức kinh pháp, kiến thức giáo lý. Thì từ kiến thức này thì chúng ta mới chuyển lại trong nội tâm của mình, mình bắt đầu có nhận thức. Tôi nói ví dụ như giờ này đồng đạo muốn trồng sầu riêng mà đồng đạo chưa có đọc qua cái cuốn sách hướng dẫn thì đồng đạo chưa có nhận thức, chưa có định hình. Và khi đồng đạo đọc qua cái quyển sách mà hướng dẫn trồng sầu riêng, từ khi mà gieo giống đến nảy mầm, đến ra cây, rồi bao nhiêu tháng là ra trái, phải tứ phân gì, tứ nước gì, rồi khi ra trái bao nhiêu tháng mới là cho đậu trái, rồi trái nào cắt bỏ, trái nào vừa chừa, rồi phải sử dụng thuốc sâu, thuốc mò gì đó. Thì đồng đạo mà đọc quyển sách này rồi, đồng đạo mới có được cái định hình, đúng không? Mình bắt đầu mới có tư duy, mới có định hình. Thì hôm nay chúng ta diệt bản ngã cũng thế, hiểu lý vô ngã, thực hành cũng thế. Cái yếu tố quan trọng trước tiên là mỗi đồng đạo chúng ta bắt đầu học là Đức Thầy. Và học là Đức Thầy thì học xong rồi thì mỗi đồng đạo chúng ta bắt đầu có được một sự nhìn nhận. Và đồng thời đồng đạo biết rõ rằng cái bản ngã là do tà kiến sinh ra. Cho nên Đức Thầy mới dạy rất rõ, phàm con người thường hay bị bản ngã lôi cuốn, trí mờ ảm làm cho sai chạy ít nhiều sự thật. Rồi khi vì thiếu sự sáng suốt, khi vì tư thù, khi vì lợi kỷ. Cho nên cái bản ngã là cái bản chất, cái gốc đó. Cũng chính cái này mà nó sinh ra rất là nhiều cái điều tệ hại trong cuộc sống. Cho nên hôm nay thực hành lý vô ngã thì giờ này đồng đạo chúng ta, quý vị chúng ta cần phải có được chánh kiến. Chúng ta phải có được chánh kiến. Chúng ta phải xem xét mọi vấn đề, không phải xem bằng mắt thường, mà chúng ta phải xem bằng tâm thức đồng đạo. Kiến thấy xem xét, chánh kiến dòm thấy xem đúng theo sự thật. Nhưng mà sự thật này chúng ta phải phụ vào cái tâm. Phải có một cái tâm, có một sự suy nghĩ. Và như lời Đức Thầy dạy, sự quan sát cực điểm, cách xét đón tận tường, tránh cho ta những tà kiến, sự xem xét làm lạc xe chạy, khiến ta dẹp bản ngã, đã làm cho trí huệ mở quán. Thì như vậy nếu mà có được cái chánh kiến thông qua lời Đức Thầy, thì đến đây đồng đạo chúng ta bắt đầu chúng ta dẹp cái bản ngã. Thì đó là một cái phương pháp thực tế thực hành thứ nhất. Rồi phương pháp thứ hai nữa là giờ này để thực hành lý vô ngã, mỗi đồng đạo chúng ta phải quán. Thứ nhất là chúng ta quán thân này. Nào hay thân vô thường tạm mượn, do đất nước lửa khí hiệp thành, sớm muộn gì cũng phải tan rã. Như vậy thì giờ này để dẹp cái bản ngã, chúng ta phải đốn cái thân này trước. Chúng ta phải quan sát cái thân này. Vậy thì thân này không thể thân của ta, mà thân này là do tứ đại đất nước lửa khí hiệp thành. Như vậy thì xương thịt do đâu? Do đất. Cho nên đồng đạo không tin tôi lấy tay kỳ cái da còn lát ra đất liền đập. Bởi vì thịt chúng ta là đất mà.
Nó là thể là đất đồng đạo, và cơ thể chúng ta là một tổ hợp. Như vậy những chất rắn, chất cứng, xương và thịt thì đây thuộc về hành thổ. Rồi máu huyết của chúng ta là gì? Nó là nước, hành thủy. Nó là nước, là hành thủy, là chất lỏng thôi, chứ đâu là cái gì đâu. Rồi cái hơi thở chúng ta là gì? Hơi thở chúng ta nó thuộc về hành phong, tức là về gió. Rồi cái sự ấm áp trong thân chúng ta là thuộc hành quả, là lửa. Như vậy thì thân này là thân tạm mượn đó đồng đạo. Tôi và đồng đạo chúng ta phải mượn đất, phải mượn nước, phải mượn gió, phải mượn cái chất ấm để tạo thân. Mà lúc nào chúng ta mượn không được là lúc đó đi. Hàng ngày chúng ta phải ăn những cái vật thực. Tôi nói ví dụ như gạo nè, trái cây nè. Vật thực này đâu ra? Phải hành thổ không? Phải từ đất ra không? Cho nên hôm nay chúng ta phải mượn cái vật thực này là từ đất ra. Rồi giờ này đồng đã không uống nước được không? Nếu mà hàng ngày mà chúng ta không mượn nước được đó, dẫu gì sống được vài ngày à, cầm cự vài ngày, mà vài ngày không mượn được nước nữa đó, thì lúc bây giờ là chúng ta coi như là mạng vong đồng đạo. Rồi giờ đồng đạo mà nếu không mượn được gió đó, chúng ta thở ra được, hít vào gió không cho mượn, thì cứ như là xong rồi đúng không? Mình phải nghĩ điều đó. Cho Đức Thầy mới dạy là cuộc thế trao dồi mượn tắt hơi. Chỉ cần chúng ta thở ra hít vào không được là mạng vong. Mình phải quán các điều này đồng đạo à. Rồi tôi và đồng đạo chúng ta phải mượn ánh nắng mặt trời để chúng ta điều hòa cái khí cơ thể chúng ta. Và chúng ta nhớ mượn là mượn cho đúng nha. Mượn ít cũng không được, mà mượn quá cũng không được. Nếu mà cơ thể chúng ta lạnh quá thì chúng ta bệnh, gọi là không điều hòa. Mà cơ thể mà nóng quá cũng không được nữa, đi bệnh viện gặp. Cho nên chúng ta thấy nó rất là khó. Vì vậy cho nên giờ này mỗi đồng đạo mình phải nhận định rằng cái thân này là tạm mượn. Như Đức Thầy đã dạy rất rõ, thân không thiệt thân của mình, cho nên thân này mượn. Nhưng mà nhớ kỹ, mượn là phải trả. Mượn là phải trả. Dầu rằng mình có tích trữ cơm tiền dành cho nó ăn, để dành thuốc thang cho nó uống, kiếm tìm thanh sắc cho nó vui cả một cuộc đời vì bản ngã, vì lo thân, nhưng cuối cùng một ngày nào đó thân này nó cũng bỏ chúng ta. Vì vậy nên phải trả là thôi, trả cho tứ đại. Mượn của tứ đại là trả cho tứ đại đồng đạo. Khi mà chúng ta chết rồi đi thì sao? Thân này còn y không đồng đạo? Không có rồi đó. Chết là trả liền. Khi mà chúng ta vừa chết đi xong vài ngày thì thịt bắt đầu nó rã ra, nó trở về đâu? Trở về đất. Trở về đất liền đồng đạo. Rồi lúc giờ máu huyết nó trả, nó xì ra, nó chảy ra, trở về đâu? Trả về cho nước. Khi chúng ta ngưng thở là chúng ta trả hơi thở về cho gió thôi. Rồi khi chúng ta chết đi mình lạnh liền đúng không? Vì hơi ấm mình trả cho lửa rồi, trả nắng mặt trời chúng ta mới lạnh mà. Cho nên Đức Thầy đưa ra một cái câu, một đoạn mà chúng ta thấy rất là cơ bản. Đoạn này chúng ta nên làm lòng. Những cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa, là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Cho nên hôm nay đây là cái chân lý đồng đạo. Những cái gì mà là chân lý rồi thì không thể đổi khác. Vì vậy nên khi mà chúng ta bắt đầu bản ngã khởi lên thì mình nhận định cái thân không phải là của mình. Cũng giống như là tỳ kheo Na Tiên với vua là Mi Năng Đà đồng đạo. Lúc bây giờ tỳ kheo Na Tiên đến thăm Mi Năng Đà, thì lúc bây giờ thì Mi Năng Đà đến thăm tỳ kheo Na Tiên chứ. Thì lúc bây giờ vua Mi Năng Đà mới hỏi cái gì là Na Tiên. Đầu không phải là Na Tiên không? Tóc phải Na Tiên không? Tay chân phải Na Tiên không? Thì lúc giờ Na Tiên định kêu Na Tiên nó đúng không phải, là giả danh. Giờ này tôi là Phan Chí Tâm, nhưng mà cắt cái đầu ra không phải là Phan Chí Tâm rồi đó. Tóc này đâu phải là Phan Chí Tâm, tay này không phải là Phan Chí Tâm, chân này không phải là Phan Chí Tâm, nhưng mà các cái này hợp lại mới là Phan Chí Tâm. Thì lúc bây giờ tỳ kheo Na Tiên mới hỏi: dạ thưa bệ hạ, chẳng hay bệ hạ hôm nay đường xá xa xôi lặn lội đến thăm tôi, đi bằng cái gì ạ? Thì lúc bây giờ vua Mi Năng Đà nói: tôi đi bằng cái xe ngựa. Thì lúc bây giờ tỳ kheo Na Tiên hỏi: cái gì là cái xe? Bánh phải là cái xe không? Cái rộng phải là cái xe không? Rồi cái chỗ ngồi phải là cái xe không? Rồi ngựa phải là cái xe không? Thì lúc bây giờ hai ông cười với nhau, giả danh mà, cái gì đâu mà làm khó với nhau. Thì đây là muốn nói ở một cái pháp gọi là pháp ứng xử. Cho nên hôm nay yếu tố quan trọng để chúng ta thực hành lý vô ngã này, mình phải quán cuộc đời không phải là của ta,
thân này không phải là của ta, mà ngày xưa Đức Thích Ca Mâu Ni đã quán rồi. Cho nên Đức Thầy chúng ta mới dạy khuyên chúng sanh phi sớm chuyên cần, tìm nguồn cội diệt trừ tước khổ, bệnh với tử từ kim chí cổ, sanh với già hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca sở lầu đài nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đạo. Chúng ta phải nhận định điều đó, thì đó là cái pháp quán thứ nhất. Rồi pháp quán thứ hai nữa, thì giờ này chúng ta phải quán cuộc đời là giả tạm, của cải như phù vân, phù vân trước gió, nước bọt mấy bèo. Như vậy thì chúng ta phải quán rằng của cải này không phải là của mình, nhà này không phải là của mình, tiền này không phải của mình, ruộng đất này không phải của mình, tất cả chúng ta cũng vay mượn thôi đồng đạo. Nếu mà tiền này của mình, chết đem theo đi. Nhà này của mình, chết đem theo đi. Đất này của mình, chết đem theo đi. Đem đâu có được. Đồng đạo nhớ kỹ, khi mà chúng ta sinh ra từ ở bên cõi bên kia về đây, chúng ta sinh ra bằng hai bàn tay trắng, không có là cái gì cả. Và khi chúng ta đi thì cha chúng ta cũng đi bằng hai bàn tay trắng. Nhưng mà khi chưa đi, nói cái này là vợ tôi nè, con tôi nè, nhà này của tôi nè, tiền này của tôi nè, đất này của tôi nè, rõ ràng không? Thì rõ ràng vì chúng ta bị tối, bị vô minh, chúng ta chưa có sáng. Cho nên trong Tịnh Thế Văn mới dạy, cuộc trần thế phía ngay hãy gẫm, danh mà chi, lợi lắm mà chi, bả công danh như bọt nước có ra gì, mùi phú quý như vần mây tan hiệp, sang cho lắm cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu cũng hưởng một đời, cái tuổi xuân đeo đuổi kiếp con người, thân tứ đại đã chi bền chắc. Thì hôm nay Đức Thầy cũng dạy chúng ta rất rõ là vinh vinh hoa duồng thể cúc mai, cuối mùa tàn lụng lâu dài đằng đâu, của cải không phải của mình đồng đạo. Và điều này ngày xưa Đức Phật đã dạy rồi, của thế gian như của năm nhà, nhưng mà sau này tôi đúc kết kinh nghiệm, tôi nói là ta sáu nhà. Như vậy ngày xưa Đức Phật dạy cái thứ nhất của thế gian là của nhà lửa. Mình nói cái nhà này của mình, tiền này của mình, nhưng mà bị một trận lửa thôi, tức là bị bà quả bà cháy một cái thì còn gì là nhà cửa, không có mũ đồ để mặc luôn đồng đạo. Nên mình nói của này của mình, nhưng mà chỉ cần mình bị một trận động đất, một trận sóng thần, bị bão lụt cuốn trôi như nước Nhật Bản ngày xưa, rồi động đất Indonesia, hoặc là bão lụt miền Trung của đồng bào mình ở ngoài, thì đồng đạo thấy của phải của mình không? Hay hoặc là của này bị lũ lụt cuốn trôi rồi, cho nên nhà này phải của mình, mà nhà này là nhà của lũ lụt cuốn trôi. Rồi cái căn nhà thứ ba nữa là nhà này của giặc cướp. Mình nói tiền để em cách xác này của tôi đó, nhưng mà không ngờ chỉ cần chúng ta không ý tưởng ý thức thôi, chỉ cần chúng ta lơ là bị giặc cướp nó tấn công, thì coi như là tiền cổ này nó lấy hết trơn, phải của mình đâu đồng đạo. Cho nên Đức Phật mới ý thức chúng ta đây là nhà của giặc cướp. Rồi căn nhà thứ tư nữa là gì? Căn nhà phá tán, con cháu phá tán. Nếu như mình được có những đứa con nó biết gìn giữ của cải thì tốt, mà con của mình đó mà nó không biết gìn giữ của cải thì lúc bây giờ tiền mình để lại nó xài cũng hết, nhà mình để lại nó cũng bán luôn đồng đạo. Cái phủ thờ đó cũng có những trường hợp, tức là cái bàn thờ đó, cái bàn thờ mà gỗ cổ ngày xưa nó cũng bán luôn, luôn cả cái lư đồng cổ nó cũng bán luôn đồng đạo, mà đến túng tiền không có tiền cờ bạc luôn, cả cái lư hương đồng nó cũng bán luôn. Tôi thấy rồi đó nha, thấy rồi thì rõ ràng bị con cháu phá tán rồi. Rồi mình nói tiền của mình, đất của mình, khi mình chết rồi thì lúc bây giờ bàn phán nó đem đi vay. Chẳng những mình chết, mình chưa chết nó làm rồi đồng đạo ạ. Nó làm rồi đi vay ngân hàng rồi, cuối cùng rồi nó mất luôn rồi. Vậy thì cái này phải của mình không, là của con cháu phá tan. Rồi cái nhà thứ năm đó là nhà bị xuống cấp. Chỉ cần trong quá trình sống hàng ngày chúng ta không hiểu pháp luật, vô tình hoặc cố ý, chúng ta làm những điều phi pháp, làm những điều tà nghiệp, hoặc giả chúng ta ăn hối lộ nhũng nhiễu, thì lúc bây giờ tôi cho đồng đạo tiền chúng ta nghìn tỷ đó, nhưng mà cuối cùng cũng bị nhà nước niêm phong thôi hả? Tức là nhà này là nhà của xung công. Cho nên ngày xưa Đức Phật mới đưa ra năm căn nhà, của cả chúng sanh là của năm nhà: của nhà lửa, của nhà bị giặc cướp, của nhà bị lụt cuốn trôi, của nhà bị con cháu phá tán, của nhà bị xung công. Nhưng mà còn một nhà nữa là gì? Của nhà bị chiến tranh. Tới sáu cái nhà đó. Giờ này đồng đạo chúng ta hình dung lại ở Trung Đông, nhất là giải ra, thì đồng đạo thấy rõ, giàu giàu sang cỡ nào nhưng mà bị chiến tranh rồi thì có phải là bom đạn nó tàn phá hết đồng đạo?
còn cái gì là nhà lầu xe hơi chỉ cho tôi coi. Lúc bây giờ đi tị nạn cái mạng giữ không xong nữa, đừng nói mà nhà này của tôi. Theo đồng đạo cho nên Đức Thầy dạy là đời không hay những chuyện xa vời. Hoặc giả Đức Thầy mới xác định đất đỏ là còn một cuộc mưa tần nắng sở trải qua rồi, việc dở quá hay. Cho nên đâu ai biết được ngày mai ra làm sao đồng đạo. Ngày nay yên tĩnh mà ngày mai thảm sầu. Mình nói giờ này nhà này của mình, tiền của mình, mà lỡ xảy ra chuyện gì phải của mình không? Chúng ta nhìn những đất nước đang chiến tranh, chúng ta nhìn đất nước Myanmar và thấy cái gì là của mình đâu, chỉ cho tôi coi. Cho nên sáu căn nhà này chúng ta ý thức được để làm chi? Không có gì là của ta cả. Vì vậy cho nên Đức Phật mới dạy một cái bài kệ về chữ không. Kháng đắc phù sanh nhất thế không, điền viên sản nghiệp diệt giới không, thê nhi phụ mẫu chung ly biệt, phú quý công danh tổng thị không, cổ ngữ vạn ban đô thị ngã, kim ngôn bát kế nhất tràng không, tiền tài thu thập tân đa khổ, lộ thượng quỳnh tiền tổng thị không. Tạm dịch rằng thương bấy người đời không vẫn không, ruộng vườn nhà cửa có như không, vợ con cha mẹ lâu rồi chết, danh lợi giàu sang rốt cuộc không, trăm khéo trăm khôn đều giả tạm, ngàn mưu ngàn kế quẩn quần không, suốt đời tạo dựng gầy cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay cũng hủi không đồng đạo. Có ai đem được gì theo đồng đạo? Thế mà khi chúng ta còn sống, nếu nói cái này là mình cự liền đó. Cái bản ngã nó khiến chúng ta, cho nên hôm nay Đức Thầy dạy không khác, nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non, chỉ có tội phước hệ còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thảm thơi, chừng ấy mới thấy chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bời tính toan. Cho nên Thầy mới dạy là ngày nay sớm đến Phật đàn, tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dạy khôn luân hồi, mà Đức Thầy đắc rõ trong quyển phiến thiện. Như vậy thì giờ này chúng ta phải ý thức điều này, mình phải tu, mình phải nhận định cuộc đời không thật, chúng ta phải quán. Chỉ cần đồng đạo quán được hai cái này là coi như chúng ta bắt đầu hành đạo miên mật. Cho nên Đức Thầy mới dạy là tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước làng mây, thân ta còn rài đó mây đây củi cũng khi tan khi hiệp. Thì khi đồng đạo quán được điều này, lúc này chúng ta mới tu quyết liệt, chúng ta làm từ thiện quyết liệt, chúng ta không còn lo cho thân. Và điều kiện đặt ra đây là Đức Thầy dạy là cần hiểu cái lý. Nãy giờ chúng ta bàn là sự vô ngã đó, chưa phải lý vô ngã đâu. Như vậy thì sự vô ngã là chúng ta nhận định cái thân là giả, tiền của là giả, đó là sự vô ngã. Còn lý vô ngã là thế này: thân là giả, thôi bây giờ đem thân này giết đi, thân là giả, bỏ thân cho nó chết đi, thì đây là sự không được. Cho nên ngày xưa giai đoạn đầu, giai đoạn mà Đức Thầy dạy là ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy đó, thì lúc bây giờ Đức Phật chúng ta cũng nhận định không đúng đồng đạo. Tức là nhận định về sự vô ngã, thân là giả, cho nên Ngài không ăn uống gì cả. Một ngày ăn có vài hạt mè, tối hớp vài hớp xương. Vì vậy nên thân hình kiệt quệ, cuối cùng đạo học đắc, mà gần như là phải nói gọn là muốn bỏ xác rồi, hết sức lực rồi. Cho nên Đức Phật ý thức được, Ngài mới thọ thực trở lại đi đúng con đường trung đạo. Vì vậy nên hôm nay về sự thân này không thiệt thân của mình, nhưng mà về lý không phải nó thân không phải của mình là mình bỏ thân. Nếu mà mình bỏ thân là chúng ta không thể kìa tìm được cái thật đồng đạo, nghĩa là chúng ta phải nương vào cái giả để chúng ta tìm cái thật. Vậy thì lý vô ngã sẽ cho chúng ta biết rằng hôm nay cái thân là giả vì sự, còn về lý tại sao không mượn cái giả tìm cái thật. Thân là giả, hôm nay tôi nhờ cái thân này để tôi đài thân này ăn chay, tôi đài cái thân này làm từ thiện, tôi đài cái thân này cúng lại. Và đồng đạo nhớ kỹ, thân là giả nhưng mà tạo tác hành động của thân sinh ra cái thật, đúng không? Đây là lý nè, mình phải nhận cái điều đó. Cho nên hôm nay Đức Thầy mới dạy rất rõ, cái thân chúng ta mà có đau ốm bệnh hoạn thì mỗi đồng đạo phải lo thuốc thang khẩn vái Phật trời, rồi nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời. Thân chúng ta là thuyền bè, mà trên đoạn đường đây qua bờ giác, chúng ta bỏ cái thuyền bè cái chúng ta chìm luôn giữa dòng đồng đạo. Cho nên nhiều đồng đạo mình đã nhận định về sự vô ngã không đạt lý, nói cái thân này giả đau uống thuốc đồng đạo. Trường hợp là tôi có thấy đó, cho nên tôi đến tôi có phiên và đồng đạo này nhờ nghe lời tôi, bảo thủ ghê lắm, nói với con là nhất phát nha, cha đau là không chở đi bệnh viện đó, ở nhà uống thuốc này thuốc kia đây, chết thì nào chết thì chết. Tôi nói không được chú ơi, chú hai à, không được chú hai,
Như vậy là chú chưa hiểu lý vô ngã chú hai. Giờ này chú biết rằng đó, tuổi của chú đó nó cũng xế chiều. Chú nên nghe lời thầy dạy là lo thuốc thang khẳng bái Phật trời. Chú nghe lời con, cho anh chị chở chú đi bệnh viện đi. Mà nếu chú sống được một ngày là phước một ngày, chú sống được một năm là phước một năm. Chú hai biết không, một ngày chú sống như vậy là chú cúng được hai thời đó, chú ăn được hai bữa chay. Một ngày chú sống chú niệm được mấy trăm câu Phật đó, phước lắm chú à. Cho nên thôi nghe lời con đi chú. Thì chú hai ý thức được, nghe lời tôi dẹp đi cái sự vô ngã. Cho nên hôm nay chúng ta đừng bảo thủ đồng đạo à. Nếu mình bảo thủ nó rằng cái thân này là giả, mình căn dặn con mình đó, khi chết đó đừng, khi mà đau ốm đừng chở bệnh viện, thì đây là một cái tư tưởng rất là bi quan yếm thế, mang một tính chất hết sức là tiêu cực. Vì vậy nên lý vô ngã dạy chúng ta rằng thân là giả, nhưng mà lý đạo chúng ta mượn cái giả, chúng ta kiếm cái thật. Rồi về tiền của cũng vậy, về sự vô ngã là chúng ta bàn rồi, tiền bạc là giả, thôi giờ tiền giả đem tiền đổ xong bỏ đi, đem vàng bỏ xong đi, ô giờ tiền giả không cần làm tạo đồng tiền. Thì như thế là chúng ta lại chấp ở sự vô ngã rồi, mình không đạt lý vô ngã. Cho nên Đức Thầy sợ tôi và đồng đạo chúng ta bị chậm tiến ở chỗ này. Vì vậy cho nên cái người đạt lý vô ngã rồi thì người này không có đem tiền đổ với sông, không đem vàng đổ với sông, cũng không lo không làm ăn, mà người này đem tiền giả đổi lấy phước thiệt. Đó là lý vô ngã. Vậy thì khi nhận định tiền này, Đức Thầy dạy là tiền ma gạo quỷ đừng nên trữ, sao cũng tiêu theo lực của trời. Bởi vì nhắm mắt nhắm hai tay mình bàn nó rồi. Cho nên chi bằng giờ này có tiền mình biết nó là giả, do đó mình phải thực hiện làm sao tiền giả mà chúng ta có phước thiệt. Thường sáng bước ra chợ, trong túi bỏ 100 ngàn, và nếu 100 ngàn này mà chúng ta mua đồ ăn, mua đồ mặc, mua đồ chân dọn, thì 100 ngàn này nó là giả. Cũng đồng thời qua ngày thứ hai cũng 100 ngàn y hôm qua, nhưng bữa nay nó khác. Mới bước ra chợ gặp một bà lão khổ, ôi thôi quá khổ. Vì vậy cho lúc bây giờ chúng ta chỉ mua một bó rau, mua một miếng là một hũ chao, trên dưới là 10 ngàn, còn lại như vậy là 90 ngàn. Cụ ơi thấy cụ nghèo quá, thôi bữa nay con ít ăn lại, ăn bó rau hũ chao cho cụ 90 ngàn. Như vậy thì 100 ngàn ngày thứ hai này, 100 ngàn là thật, 100 ngàn ngày hôm qua là giả đồng đạo. Đó là lý vô ngã đó. Vẫn biết rằng tiền này không phải là của ta, nhưng mà hôm nay chúng ta dựa vào đồng tiền này để chúng ta kiếm cái công đức thật, kiếm cái phước đức thật. Vì vậy nên khi hiểu được lý vô ngã này thì mỗi đồng đạo chúng ta lúc này không có chấp nữa, mà lúc này chúng ta vừa cần kiệm sốt sáng lo làm ăn, vừa lo tu hiền chân chất. Ngày xưa chúng ta làm ăn là chúng ta dành, là chúng ta cắt, là chúng ta tích trữ. Nhưng mà giờ này chúng ta làm ăn có tiền rồi, hiểu tiền không thiệt rồi, thì tiền này một mặt là chúng ta lo tròn cha mẹ như thế, lo cho bản thân mình, lo cho vợ, lo cho con, mặt khác là chúng ta làm từ thiện giúp đời. Thì đó là chúng ta hiểu lý vô ngã. Và đồng thời hiểu lý vô ngã này, mỗi đồng đạo chúng ta cần phải giữ giới, cần phải niệm Phật, cần phải làm lành. Để chi? Để chúng ta có được công đức. Và khi có công đức rồi thì nhất định thân sau chúng ta không còn mang cái thân gọi là tứ đại gia hợp, mà thân sau chúng ta sẽ được liên quan quá thân. Thân sau chúng ta sẽ được thần thức nhập thai sen tinh hảo, thân sau chúng ta sẽ được đứng ngồi tòa sen như Đức Thầy dạy chúng ta rất rõ. Tu đền ở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen, kính thưa đồng đạo. Như vậy thì cái hiểu đến đây thì giờ này đồng đạo hiểu được cái giá trị của phương pháp thực hành lý vô ngã. Khi mình có nhận định như thế này, thực hành thế này, thì hiện tại chúng ta trở thành những con người khuôn mẫu. Lúc bây giờ mình sống không vì tiền, không vì tình, không vì danh, không vì lợi, mà lúc bây giờ chúng ta sống vì mọi người, sống vì cộng đồng. Bởi vì trong ta có mọi người, trong mọi người có ta. Tiền này không phải là tiền của ta nữa, vàng này không phải là vàng của ta nữa, của cải đất cát này không phải là của ta nữa, mà tiền này là của mọi người, ta và mọi người cùng hưởng. Vàng này ta cùng mọi người cùng hưởng, đất cát này mình có thu hoạch được một cái số tiền, một nguồn nông sản,
thì ta sẽ chia đều cho mọi người. Đồng đạo hình dung coi, nếu làm được này thì chúng ta sẽ được mọi người tôn trọng, được mọi người thương yêu. Đúng với câu là thánh hiền đó tích đời xưa nhờ tâm từ thiện ngứa kính thợ. Và nếu chúng ta làm được điều này, nhận định như thế này, thì về phương diện đạo chúng ta sẽ tu hành tinh tấn. Mình không còn kẹt, mình không còn mắc vào danh lợi tình. Thì lúc bây giờ chúng ta vừa lo làm ăn, vừa lo tu hiền, chúng ta vừa lo trả nợ, nhưng đặc biệt là chúng ta không gây nghiệp. Lúc này là 10 điều ác gần như không còn. Là mình đang đi theo 10 con đường thiện, mình quán cuộc đời là vô thường giả tạm, mình chuyên trì niệm Phật. Thì về phương diện đạo, khi còn sống còn thở là còn lao động, còn làm từ thiện, còn hành đạo, còn niệm Phật. Và khi chúng ta tắt thở rồi thì Đức Thầy xác định là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái chuyên đề. Và đồng thời thì trong cái quá trình chia sẻ thì cũng không sao tránh khỏi những cái điều sơ sót nhất định. Thì chúng tôi cũng ngưỡng mong đồng đạo niệm tình lượng thứ bổ khuyết thêm. Và cuối cùng thì chúng tôi rất là kính cảm ơn ban tổ chức đã có lời mời sắp xếp ngày hôm nay đủ duyên chúng tôi về đây làm nhiệm vụ. Và kính cảm ơn tất cả các ban trị sự trong và ngoài địa phương của huyện Lấp Vò cũng như huyện Lê Vung. Thì chúng ta về đây hộ pháp với một cái hội trường một buổi chiều hết sức là phải nói gọn là đông đúc. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng thực hiện đúng theo những gì là mà Đức Thầy đã dạy qua hai câu giảng, đó là lòng phàm rửa sạch, niềm nhân nghĩa phước Phật trao dồi kết thiện duyên. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn giáo lý viên Phan Chí Tâm mà quý vị ủng hộ cho một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt ạ.